Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nhà thầu quân sự hàng đầu của Nga được tường trình đã tự thiêu ở quảng trường đỏ ở Mạc Tư Khoa. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Top Russian Military Contractor Reportedly Sets Self Ablaze in Moscow's Red Square. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Vladimir Arseniev, một đại úy quân đội đã nghỉ hưu, hiện là nhà lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trung tâm Vona, được cho là đã cố gắng tự thiêu ở quảng trường đỏ ở Mạc Tư Khoa. Theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông Mask và Moskovsky Komsomolets của Nga, anh ta được cho là không hề hấn gì và sau đó bị bắt để thẩm vấn. Quảng trường đó là một trong những địa danh quan trọng nhất của Nga. Đây là nơi có nhà thờ Thánh Basilo và Lăng Lenin. Viện Nghiên cứu Trung tâm Vona là một tổ chức khoa học và kỹ thuật ở Nga chuyên phát triển thiết bị liên lạc và dẫn đường cho mục đích thương mại và trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga. Theo báo cáo, Arseniev, 74 tuổi, đã đi đến Lăng Lenin nằm ở trung tâm quảng trường đỏ và tự thiêu sau khi dùng chất lỏng dễ cháy đổ lên người. Theo Moskovsky Komsomolets, một tờ báo hàng ngày nổi tiếng có trụ sở tại Mạc Tư Khoa, ông bị bỏng nhẹ. Một báo cáo từ đài truyền hình 360.ru có trụ sở tại Mạc Tư Khoa đưa tin rằng cảnh sát đã ngăn chặn vụ tự thiêu và đưa người đàn ông này đi thẩm vấn, trích dẫn một nguồn giấu tên. Vụ việc được báo cáo trên Mask, một kênh tin tức Telegram được cho là có liên kết với cơ quan thực thi pháp luật Nga. Họ nói rằng những người chứng kiến đã nhìn thấy một người đàn ông tự tẩm chất lỏng dễ cháy rồi phóng hỏa. Theo báo cáo từ những câu chuyện quan trọng, một cơ quan điều tra độc lập và Moskovsky Komsomolets, Arseniev đã bị tập đoàn nhà nước Rostec của Nga cáo buộc phá vỡ trật tự quốc phòng nhà nước liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Moskovsky Komsomolets đưa tin rằng Arseniev bị cáo buộc cố tình làm gián đoạn các chuyến hàng có mục đích quốc phòng vào năm 2023. Tờ báo đưa tin cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB đã tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động của Vona. Điều này xảy ra sau khi có đơn khiếu nại cáo buộc rằng lãnh đạo viện đang cố tình trì hoãn việc vận chuyển thiết bị do chính phủ Nga đặt hàng cho cuộc chiến ở Ukraine, theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông Nga. Moskovsky Komsomolets sau đó đưa tin rằng Arseniev đã đệ đơn kiện phỉ báng để đáp lại những cáo buộc này. Cơ quan này đưa tin rằng trường hợp này đã bị bác bỏ nhưng không trích dẫn bất kỳ nguồn nào trong báo cáo này. Hiện tại vẫn chưa rõ nỗ lực tự nhiên của Arseniev được thực hiện nhằm phản đối hay là một hành động tự làm hại bản thân. Tự thiêu là một hình thức phản kháng chính trị hoặc xã hội hiếm gặp ở Nga cũng như ở các quốc gia phương Tây. Vào tháng 2 năm 2024, Aaron Bushnell, một phi công tại ngũ 25 tuổi, đã tự thiêu trước Đại sứ quán Israel ở Washington DC để phản đối cuộc chiến Israel-Hamas. Ukraine nhận 6 chiếc F-16 từ Hà Lan, tờ The Times đưa tin. Lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên Ukraine đã nhận được bao gồm 6 máy bay do Hà Lan cung cấp, The Times đưa tin hôm thứ Năm ngày 1 tháng 8. Một năm sau khi thành lập Liên minh chiến đấu cơ, Kyiv cuối cùng đã nhận được một số lượng nhỏ máy bay phản lực thế hệ thứ tư đầu tiên do Mỹ sản xuất. Bloomberg đưa tin trước đó hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielis Landsbergis xác nhận và lên tiếng chúc mừng Ukraine. Ông nói, máy bay F-16 ở Ukraine, một điều nhiều người cho rằng không thể, hóa ra lại hoàn toàn có thể xảy ra. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak từ chối xác nhận tuyên bố này, nói rằng việc tiết lộ thông tin nhạy cảm trong thời chiến là không phù hợp. Đây chỉ là lô hàng đầu tiên mà Ukraine dự kiến sẽ nhận trong năm nay. Sau đó là các máy bay của Đan Mạch, The Times viết. Kyiv đã được hứa sẽ nhận ít nhất 79 chiếc F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ, với 20 chiếc đầu tiên được cho là dự kiến sẽ đến vào cuối năm 2024. F-16 ở Ukraine có thể giúp chống lại Nga như thế nào?
Ukraine cho biết họ cần 128 chiếc F-16 để chống lại sức mạnh không quân Nga một cách hiệu quả. Số lượng phi công được đào tạo cũng là một điểm nghẽn tiềm ẩn khác. Theo một số phương tiện truyền thông, dự kiến chỉ có 20 phi công Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện vào cuối năm nay, với sự giúp đỡ của các nước đồng minh, trong khi cần có 40 người để vận hành toàn bộ phi đội gồm 20 máy bay. General Dynamics F-16 Fighting Falcon là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không của Mỹ mà Kyiv đã cầu xin kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Mặc dù một số chuyên gia quốc phòng không kỳ vọng F-16 sẽ trở thành nhân tố thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng các máy bay phản lực này có thể tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và bảo vệ các trung tâm dân cư của Ukraine khỏi các cuộc oanh tạc hàng ngày của Nga. Tư lệnh Hải quân Oleksiy Nispapa cho biết, việc chuyển giao F-16 sắp tới cho Ukraine sẽ thách thức sự thống trị hoàn toàn của Nga trên bầu trời Hắc Hải. Đan Mạch và Hà Lan cho biết họ sẽ cho phép Ukraine tấn công bằng F-16 bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Copenhagen nói rằng động thái như vậy sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nga đưa ra cảnh báo leo thang sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị hạ sát. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia sent escalation warning after death of Hamas chief Ismail Haniyeh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cảnh báo cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến bạo lực leo thang. Haniyeh đã bị giết trong một cuộc đột kích của Israel vào sáng sớm thứ Tư tại Tehran. Theo nhóm chiến binh Palestine, Israel vẫn chưa bình luận. Israel trước đó tuyên bố sẽ loại bỏ các thủ lĩnh của Hamas sau vụ tấn công của nhóm này vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng và ít nhất 250 người bị bắt cóc. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, cuộc chiến tiếp theo ở Gaza đã khiến ít nhất 39.000 người thiệt mạng. Hôm thứ Năm 1 tháng 8, Bogdanov nhận định rằng mọi chuyện thật tồi tệ. Đây là một vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được và nó sẽ dẫn đến căng thẳng leo thang hơn nữa. Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin. Cơ quan này cũng đưa tin rằng Bogdanov đã nói rằng vụ ám sát Haniyeh sẽ có tác động tiêu cực đến các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở Doha. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng những người tổ chức vụ ám sát chính trị này đã nhận thức được những hậu quả nguy hiểm mà hành động này có thể gây ra cho toàn bộ khu vực. Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng Haniyeh đã tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, trước khi ông này bị giết trong một cuộc đột kích vào dinh thự của ông ở Tehran. Cũng có những thông tin khác cho rằng Haniyeh đang ở trong nhà khách chính phủ. Một số cơ quan truyền thông Iran đưa tin Haniyeh đang ở tại một tòa nhà dành cho các cựu chiến binh khi vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Một số báo cáo cho rằng cuộc không kích đang gây sững sờ cho Iran. Haniyeh được tin là bị hỏa tiễn lao trực tiếp vào người, chết ngay tại chỗ cùng với một vệ sĩ nằm ngủ gần đó. Nga chưa xếp Hamas vào nhóm khủng bố. Các quan chức của phong trào Palestine trong đó có Haniyeh đã tổ chức các cuộc gặp với các quan chức Nga ở Mạc Tư Khoa trong những năm gần đây. Hamas bị một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và nhiều đồng minh của họ coi là nhóm khủng bố. Bình luận của Bogdanov được đưa ra trong bối cảnh có dự đoán về những gì Iran sẽ làm tiếp theo vì nước Cộng hòa Hồi giáo này thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức Hamas. Các phương tiện truyền thông Nga muốn thấy một cuộc chiến lan rộng ở Trung Đông để làm phân tâm nỗ lực của các nước phương Tây đang trợ giúp cho Ukraine. Họ nói theo kiểu khích tướng rằng cuộc tấn công ở Tehran đã làm cho các nhà lãnh đạo Iran khiếp sợ đến mức ít ai dám lên tiếng chỉ trích Israel. Andrew Fox, nhà phân tích quốc phòng và là nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức nghiên cứu ở London cho biết sự leo thang bị giới hạn bởi những gì Iran có khả năng thực hiện. Ông nói với Newsweek, năng lực trực tiếp của Iran rất kém, đó là lý do tại sao họ rất muốn có được vũ khí hạt nhân và tại sao họ sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.
Các lựa chọn của họ cũng bị hạn chế do cần phải giữ các đồng minh của Mỹ và NATO đứng ngoài cuộc chiến. Lựa chọn nguy hiểm nhất là thúc đẩy nhanh chóng năng lực hạt nhân và sử dụng nó, nhưng điều này khó xảy ra. Tôi dự đoán có thể sẽ thấy một sự gia tăng ngắn hạn về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào Israel từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran quanh khu vực, cùng lắm là như vậy. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết trong một tuyên bố rằng Israel đã chuẩn bị nền tảng cho một hình phạt khắc nghiệt dành cho chính mình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án Thủ tướng Israel trong tuyên bố của mình rằng một lần nữa, rõ ràng là chính phủ Netanyahu không có ý định đạt được hòa bình. Jordan cho biết họ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ ám sát thủ lĩnh Hamas của Israel và cảnh báo về căng thẳng và hỗn loạn gia tăng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối và lên án vụ ám sát và quan ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn gia tăng trong khu vực. Trung Quốc mở rộng những hạn chế liên quan đến xuất khẩu máy bay điều khiển từ xa quân sự sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Kuleba. Trung Quốc điều khiển các biện pháp kiểm soát xuất khẩu máy bay điều khiển từ xa quân sự trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh ngày càng chỉ trích việc hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Năm mùng 1 tháng 8. Theo lời Bân, một loạt cơ quan, trong đó có Quân ủy Trung ương, đã bổ sung máy bay điều khiển từ xa với thiết bị đo lường có độ chính xác cao và danh sách đen. Danh sách cập nhật được công bố lần đầu vào năm ngoái sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Trung Quốc ban hành chỉ thị này vài ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Ngày 24 tháng 7, Kuleba nói rằng Trung Quốc vẫn cam kết không thể lay chuyển đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trung Quốc tự cho mình là trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế với Mặt Tư Hòa và ủng hộ nước này chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nó cũng đã trở thành nguồn cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hàng đầu của Nga để cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã liên tục bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về việc cung cấp cho Mặt Tư Hòa các mặt hàng có công dụng kép với mục đích quân sự. Trong khi các quan chức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu máy bay điều khiển từ xa dành cho người tiêu dùng, Bộ Thương mại nhắc lại rằng không nên sử dụng thiết bị dân sự cho mục đích phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố hoặc mục đích quân sự. Các quan chức Âu Châu gần đây tuyên bố rằng các công ty Trung Quốc và Nga đang phát triển một máy bay điều khiển từ xa tấn công tương tự như mẫu của Iran được triển khai ở Ukraine. Vương Văn Bân đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định nước này không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào liên quan đến cuộc chiến Ukraine và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép. Ông cho biết Trung Quốc phản đối việc xuất khẩu máy bay điều khiển từ xa được sử dụng cho mục đích phi hòa bình và phản đối từng quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc với lý do sử dụng máy bay điều khiển từ xa. Các quan sát viên không mấy tin tưởng vào các tuyên bố có tính chất đối phó của Trung Quốc. Liên hiệp Âu Châu đang có các cuộc tham khảo để đưa ra các chính sách gắt gao hơn đối với việc nhập khẩu các mặt hàng của Trung Quốc và có thể sẽ áp đặt mức thuế quan cao hơn. Ukraine cho biết 100% máy bay điều khiển từ xa của Nga bị bắn hạ trong cuộc tấn công quy mô lớn. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề 100% of Russian drones shot down in massive attack, Ukraine says. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ukraine đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công lớn và Kyiv càng chứng tỏ khả năng của quốc gia này trong việc bảo vệ các thành phố của mình khỏi các cuộc tấn công của Nga. Theo không quân Ukraine, cuộc tấn công diễn ra vào đầu giờ thứ Tư và Nga đã tung ra các hỏa tiễn dẫn đường và 89 máy bay điều khiển từ xa tấn công Sahi-131-136 nhằm vào thủ đô và các khu vực xung quanh.
chúng được phóng từ nhiều địa điểm khác nhau ở phía tây nước Nga và gần biển Azov. Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của máy bay điều khiển từ xa tấn công Sahi-131-136. Đối phương đã sử dụng số lượng máy bay điều khiển từ xa Sahi tương tự vào đêm giao thừa, ngày 1 tháng Giêng năm 2024. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 8. Lúc đó, cũng như ngày nay, lực lượng phòng không Ukraine đã chống đỡ và đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của máy bay điều khiển từ xa của đối phương. Trong số 89 chiếc UAV tấn công Sahi-131-136 được các đơn vị radar của không quân phát hiện, tất cả 89 chiếc đều bị bắn hạ. Bằng cách sử dụng toàn bộ khả năng phòng thủ hỏa tiễn của Ukraine, nước này cũng có thể bắn hạ hỏa tiễn dẫn đường KH-59 nhắm vào tỉnh Mykolaiv, phía nam Kyiv. Trung tướng không quân Mykolaiv Oleschuk cảm ơn tất cả những người bảo vệ bầu trời vì công việc chiến đấu và kết quả hùng hồn của họ. Thượng tướng Serhipoko, thống đốc biệt khu thủ đô Kyiv cho biết, trong điều kiện xảy ra một cuộc không kích dày đặc và quy mô lớn như vậy, lực lượng và phương tiện phòng không của chúng ta đã hoạt động hoàn hảo, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong do cuộc tấn công. Máy bay điều khiển từ xa đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra trên bầu trời Ukraine và Nga đã kết hợp việc sử dụng chúng với các cuộc tấn công truyền thống vào nước này trong những năm, kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Cuộc tấn công mới nhất xảy ra chỉ 2 ngày sau một cuộc tấn công tương tự. Trong đó, 9 trong số 10 máy bay điều khiển từ xa Sahi do Nga phóng đã bị phá hủy ở các khu vực Dnipro, Kherson và Kirovohrad. Kyiv đã cố gắng đáp trả tương xứng với các cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng và tài sản quân sự của Nga trên khắp đất nước. Đầu tháng 7, các quan chức Nga cho biết ít nhất 75 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công vào một số khu vực của Nga, bao gồm một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này. Hôm Chủ nhật, quân đội Ukraine cho biết, máy bay điều khiển từ xa của họ đã tấn công kho dầu Polyova ở tỉnh Kursk, mà nơi quân đội cho biết đã gây ra vụ nổ mạnh và hỏa hoạn. Một ngày trước đó, có thông tin cho rằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một phi trường quân sự của Nga ở Diaghilevo, cách Mạc Tư Khoa khoảng 120 dặm về phía nam. Căn cứ không quân đóng vai trò là trung tâm huấn luyện cho các trung đoàn máy bay ném bom của Nga. Rumani tìm thấy thêm các mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa của Nga bắn vào Ukraine, lọt qua lãnh thổ của họ. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Marcel Ciolacu cho biết quân đội Rumani đã tìm thấy thêm các mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa gần làng Siachyoi, bên kia sông Danube từ biên giới Ukraine. Nga đã tấn công Ukraine trong đêm ngày 25 tháng 7 bằng 38 máy bay điều khiển từ xa loại Shahed, nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng ở Odessa. Ba máy bay điều khiển từ xa bị mất sau khi vượt biên giới với Romania. Sau đó, Bucharest cho biết, mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa của Nga một lần nữa đã được tìm thấy trên lãnh thổ của họ. Sau vụ tấn công, việc tìm kiếm mảnh vỡ máy bay tiếp tục trong vài ngày dọc theo sông Danube theo tuyên bố. Ngoài làng Siachyoi, các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành gần các khu định cư Nikulitel và Chilia Veche, nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào ở đó. Thủ tướng Ciolacu cho biết mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa đã hạ cánh bên ngoài các khu định cư và không có người dân hay cơ sở hạ tầng nào bị ảnh hưởng. Ông cũng lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, nói rằng chúng phi lý và mâu thuẫn nghiêm trọng với luật pháp quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên mảnh vỡ của máy bay điều khiển từ xa có khả năng từ Nga đã tìm thấy trên lãnh thổ Rumania, một quốc gia thuộc NATO. Nga đã nhiều lần tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube ngăn cách Ukraine và Rumania. Ngày 25 tháng 7, Bộ Quốc phòng Rumania cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa của Nga gần thị trấn Plaru, bên kia sông Danube từ thành phố Izmail của Ukraine. Thủ tướng Marcel Ciolacu nhấn mạnh rằng, mặc dù máy bay điều khiển từ xa của Nga không cố ý tấn công vào Rumania, nhưng tình hình vẫn không thể chấp nhận được.
Romania đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ công dân sống gần biên giới Ukraine, bao gồm việc xây dựng các nơi trú ẩn không kích và triển khai hệ thống phòng thủ bằng máy bay điều khiển từ xa. Hoa Kỳ sẽ giúp bảo vệ Israel nếu bị tấn công, ngũ giác đài nói khi thủ lĩnh Hamas bị hạ sát. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. US will help defend Israel if attacked, Pentagon says as Hamas chief killed. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công sắp tới. Sau khi các cuộc tấn công của Israel giết chết hai nhà lãnh đạo thánh chiến Hồi giáo được Iran hậu thuẫn và lo ngại gia tăng về xung đột rộng hơn nổ ra ở Trung Đông. Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với giới truyền thông trên tàu USNS Millinocket trong chuyến thăm Fullerton. Bạn đã thấy chúng tôi làm điều đó vào tháng 4. Bạn có thể mong đợi được thấy chúng tôi làm điều đó một lần nữa. Mỹ cùng với các đồng minh khác của Israel như Anh và Pháp đã tham gia đánh chặn một loạt máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn chưa từng có của Iran, bắn vào Israel từ Iran, Iraq, Syria và Yemen vào giữa tháng 4. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vào thời điểm đó, chúng tôi đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn đang bay tới. Washington cho biết họ không muốn chứng kiến sự leo thang trong khu vực và Mỹ sẽ làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng chúng tôi đang làm mọi việc để giúp hạ nhiệt và giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao, Austin nói. Lo ngại về leo thang đã dâng cao khi Israel tuyên bố vào cuối ngày thứ ba rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công có chủ đích vào thủ đô Beirut của Liban và giết chết một chỉ huy cao cấp của Hezbollah. Phát ngôn nhân lực lượng phòng vệ Israel Đề đốc Enyo Hagari mô tả Fuad Suka là cánh tay phải của Hassan Nasrallah, lãnh đạo đảng chính trị và nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Hagari cho biết Suka chịu trách nhiệm về vụ tấn công chết người vào một sân túc cầu ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát vào cuối tuần, khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng. Hezbollah phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công. Phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrienne Watson đổ lỗi cho Hezbollah có trụ sở tại Liban, đồng thời nói thêm đó là hỏa tiễn của họ và được phóng từ khu vực mà họ kiểm soát. Hagari nói, Suke có máu của người Israel và nhiều người khác trên tay. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đăng những nhận xét tương tự lên mạng xã hội. Hezbollah cho biết Suke có mặt trong tòa nhà bị tấn công ở Beirut hôm thứ Ba nhưng không xác nhận cái chết của anh ta. Israel và Hezbollah đã đấu súng qua biên giới phía bắc của Israel vào phía nam Liban trong nhiều tháng. Hezbollah đã cam kết đoàn kết với nhóm chiến binh Palestine Hamas, nhóm bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, đã phát động một cuộc tấn công chết người vào Israel vào ngày 7 tháng 10 mà Israel cho rằng đã giết chết hơn 1.200 người, trong đó có nhiều thường dân. Hơn 200 con tin đã bị Israel đưa vào dải Gaza, nơi do Hamas kiểm soát trong hơn một thập niên. Hơn 100 người được cho là vẫn còn ở Gaza, 1/3 trong số đó được cho là đã chết. Israel thề sẽ tiêu diệt Hamas, đã dành nhiều tháng thực hiện các hoạt động trên bộ rộng rãi và một chiến dịch không kích gần như liên tục vào Gaza, nơi từng là một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Theo cơ quan y tế Gaza, do Hamas điều hành, cuộc chiến đã giết chết gần 40.000 người Palestine kể từ tháng 10, với những lo ngại nhân đạo to lớn được cộng đồng quốc tế nêu ra. Những nỗ lực để bảo đảm lệnh ngừng bắn cho đến nay đã thất bại. Chỉ vài giờ sau khi Israel đưa tin về vụ tấn công vào Suka ở Liban, Hamas cho biết Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị chính của tổ chức này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở Tehran sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin sớm hôm thứ Tư rằng Haniyeh và một trong những vệ sĩ của ông đã bị ám sát tại nơi cư trú của họ ở thủ đô Iran. Haniyeh sinh ra ở Gaza nhưng sống ở Qatar. Cái chết của Ismail Haniyeh gây ra một sự sợ hãi lan rộng. Quân đội Israel đã phóng một hỏa tiễn duy nhất giết chết ông ta mà không gây ra thiệt hại cho các căn nhà ở gần đó.
Cho đến nay, quân đội Israel từ chối bình luận thêm về vụ tấn công. Nasser Kanani, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran cho biết, cái chết của Haniyeh sẽ củng cố mối liên kết sâu sắc và không thể phá vỡ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran với Palestine và cuộc kháng chiến thân yêu. Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Khamenei cho biết hôm thứ Tư rằng nhiệm vụ của Tehran là trả thù cho cái chết của Haniyeh. Ngoại trưởng Antony Blinken nói với Channel News Asia trong chuyến thăm Singapore hôm thứ Tư rằng Mỹ không biết hoặc không liên quan đến vụ ám sát Haniyeh. Buku Oseli, nhà nghiên cứu cao cấp về an ninh Trung Đông tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Rusi có trụ sở tại London cho biết, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đánh dấu một giai đoạn mới của kế hoạch đền miệng hố chiến tranh trong bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc xung đột Israel-Hamas. Nó sẽ có tác động lan tỏa khắp khu vực. Oseli nói, hai vụ ám sát sẽ buộc Tehran phải phản ứng theo cách được coi là tương xứng nhưng không đi xa đến mức có nguy cơ gây ra thiệt hại và tổn thất vật chất không thể đảo ngược cho Hezbollah, vốn được coi là tài sản chiến lược hơn Hamas. Máy bay điều khiển từ xa Gerbera là gì? Máy bay điều khiển từ xa tầm xa của Nga tiến vào chiến trường Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề What is Gerbera? Russia's long-range drone enters Ukraine battlefield. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Sau nhiều tháng dài vật lộn với các cuộc tấn công tầm xa của máy bay điều khiển từ xa Shahed, Ukraine có thể sắp phải đối đầu với em gái của Shahed, còn được gọi là máy bay điều khiển từ xa Gerbera. Truyền thông Ukraine hồi đầu tuần đưa tin rằng một thiết kế máy bay điều khiển từ xa mới chưa từng thấy trước đây của Nga đã được phát hiện gần Kyiv vào ngày 24 tháng 7. Vài ngày sau, một đoạn video do đơn vị máy bay điều khiển từ xa của quân đội Nga có tên là Những chú chim ưng của Stalin công bố vào Chủ nhật được truyền thông Ukraine liên kết cùng với một máy bay điều khiển từ xa. Đăng lên ứng dụng nhắn tin Telegram, đơn vị Nga gọi máy bay điều khiển từ xa Gerbera là em gái của máy bay điều khiển từ xa Shahed. Gerbera là thuật ngữ tiếng Nga dùng để mô tả biến thể Shahed do Iran thiết kế mà Mạc Thư Khoa chủ yếu dựa vào để tấn công Ukraine, kèm theo âm thanh vo ve đặc biệt khi chúng tiếp cận mục tiêu. Ukraine và Nga đã tham gia vào một cuộc chạy đua máy bay điều khiển từ xa đang phát triển nhanh chóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Mạc Thư Khoa vào đầu năm 2022. Các máy bay điều khiển từ xa thống trị bầu trời phía trên chiến trường và máy bay điều khiển từ xa của Kyiv nổi tiếng với các cuộc tấn công tầm xa vào tài sản của Nga. Ukraine cũng nổi tiếng về thuyền điều khiển từ xa của Hải quân và cả hai bên đều đang phát triển robot chiến đấu trên mặt đất. Kể từ những tháng đầu của cuộc chiến toàn diện, Mạc Tư Khoa đã liên tục tấn công vào Ukraine bằng máy bay điều khiển từ xa Shahed do Iran thiết kế. Nga đã chuyển sang sản xuất máy bay điều khiển từ xa trong nước, được cho là tại một cơ sở của khu vực Tatarstan miền trung nước Nga và được biết là đã điều chỉnh thiết kế để cố gắng né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine thường báo cáo một số vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa qua đêm trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liên tiếp, sau đó là các đợt tấn công lớn hơn. Sáng sớm thứ Tư, quân đội Kyiv cho biết họ đã chặn tất cả 89 máy bay điều khiển từ xa Shahed do Nga bắn trong đêm, chủ yếu nhắm vào thủ đô của Ukraine. Lực lượng không quân mô tả đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa Shahed quy mô lớn nhất vào Ukraine và là cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu năm. Truyền thông Ukraine đưa tin chiếc máy bay điều khiển từ xa được phát hiện quanh Kyiv làm bằng nhựa xốp và mang theo thẻ SIM Ukraine. Đại úy Yusov, phát ngôn nhân của cơ quan tình báo quân sự GUR Ukraine, nói với Reuters hồi đầu tháng này rằng Mạc Tư Khoa đã bắt đầu sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa mới, giá rẻ
thường làm bằng nhựa xốp hoặc ván ép để giám sát hệ thống phòng không của Ukraine. Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Inat nhận xét rằng camera của máy bay điều khiển từ xa Gerbera có thể truyền video lại cho các nhà điều hành Nga, cung cấp thông tin để tấn công vào các hệ thống có giá trị cao của Ukraine như Patriot, hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia, hoặc các hệ thống phòng không nhỏ hơn đánh chặn hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Nga. Được biết, hỏa tiễn Gerbera được tìm thấy xung quanh Kyiv, không được gắn đầu đạn và truyền thông Ukraine suy đoán rằng nó có thể là nguyên mẫu của một hệ thống đa chức năng được triển khai để đánh giá các cuộc tấn công. Theo báo cáo, nó cũng có thể được sử dụng để trinh sát hoặc làm mồi nhử để phát hiện hệ thống phòng không khi chúng kích hoạt cũng như tấn công các mục tiêu. Samuel Bendett của CNA, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và phân tích có trụ sở ở Washington, lập luận rằng có một xu hướng chung đối với máy bay điều khiển từ xa đa chức năng. Kramarov cho biết Gerbera được trang bị đầu đạn tương đối nhỏ vì máy bay điều khiển từ xa đa chức năng cần có chỗ cho thiết bị camera. Chuyên gia về máy bay điều khiển từ xa có trụ sở tại Vương quốc Anh, Steve Wright nói với Newsweek rằng các hình ảnh được lưu hành rộng rãi về máy bay điều khiển từ xa Gerbera cho thấy lớp xốp được cắt bằng máy cắt dây nóng để cho phép chế tạo nhanh chóng và sử dụng các công cụ đơn giản, rẻ tiền. Wright cho biết, các bề mặt điều khiển duy nhất nằm trên mỗi cánh, kết hợp tất cả các chức năng cần thiết để điều khiển máy bay điều khiển từ xa với số lượng bộ phận ít nhất. Các hệ thống bên trong là một mạng lưới các hệ thống rối rắm thông thường quen thuộc với bất kỳ ai ứng biến bằng cách sử dụng bất kỳ thành phần nào có sẵn trong tay. Bendit nói với Newsweek rằng chi phí thấp và tầm hoạt động tương đối dài của máy bay điều khiển từ xa Gerbera có thể cho thấy nó có thể được sử dụng trên quy mô lớn hơn vào một thời điểm nào đó trong chiến tranh. Wright cho biết đây là một loại máy bay điều khiển từ xa có kiểu dáng đẹp, không sở hữu bất kỳ tính năng công nghệ mới nào, nhưng đã được cải tiến để sản xuất hàng loạt với giá rẻ. Tuy nhiên, ông cho rằng loại máy bay điều khiển từ xa giá rẻ này thực sự là mối nguy hiểm đối với Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.